Dạ, chào cả nhà mình ha. Tiếp tục quay lại kênh của em thì cái lô này thì bứng ngày mùng 9 rồi cả nhà. Cái lô gốc nhớt bứng ngày mùng 9 có quay cho một số anh em mình tham khảo xem cách bứng mình xử lý. Thì hôm nay quay lại cho cả nhà mình xem để có thể mình sẽ an tâm mình xử lý ha. Xử lý những cái cây mai của mình khi mình bứng lên chậu chơi Tết. Thì nếu anh em mình xem những clip trước rồi thì hôm nay mùng 9, ngày mùng 9 mình nay là 20 nay mười mấy ngày rồi cả nhà. Nay 19 20 gì rồi. 20 tính ngày âm lịch nha cả nhà. Thì mười mấy ngày. Nếu những cây nào nó rớt lá thì nó cũng có rớt một ít đó cả nhà. Còn những cây nào nó chịu luôn thì nó đã bán rễ rồi. Thì bứng lên mình vẫn xịt thuốc sâu rồi xịt dưỡng nhẹ nha cả nhà. Xịt dưỡng nhẹ để cho cái cây mai của mình nó thứ nhất là vào mùa mưa nè, nó không có bệnh nè. Thứ hai nữa là cái lá nó vẫn còn xanh nha cả nhà. Ví dụ như cây này mình cũng xịt Antacon nhẹ nè cả nhà. Antacon nhẹ cộng Anvin ha. Thì để giao lưu với cả nhà thì một số anh em cũng đã tới vườn ủng hộ thì một số cây rồi thì cũng chân thành cảm ơn. Thì tại vì những cái cây này thì tới thời điểm mà nhiều khi anh em mình gửi tới tháng 11 ha, thì ở đây em cũng nhận thì nhận gửi lại nuôi cho cả nhà mình luôn, để cả nhà mình sẽ an tâm khi mình đem về chỉ chuẩn bị lãi lá thôi. Nên cô chú anh chị mình sẽ an tâm cái mặt hàng là bên em khi mà giao lưu với cô chú anh chị mình. Chủ yếu là cả nhà mình thích những cái mặt hàng này thôi, còn khi mà xử lý rồi thì đưa tới cho cả nhà thì nó cây mai của mình nó sẽ khỏe mạnh ha, khỏe mạnh và chỉ mình lại lá để mình chơi bông Tết. Thì bên em thì cũng có một cái kênh phụ nha cả nhà. Thì nếu anh em mình chưa vào cái kênh phụ, chưa đăng ký kênh thì nhớ vào đăng ký kênh để ủng hộ ha. Thì kênh phụ của em là vườn mai vàng hoàng đế nha cả nhà. Cả nhà mình search lên YouTube mai vàng hoàng đế để cả nhà mình sẽ xem. Tại vì bên đây thì nhân viên của em sẽ thường quay một số cây để báo giá hoặc là báo mã số cho cả nhà mình. Rồi cả nhà mình có thể kết bạn nè, kết bạn để cả nhà mình nhận được những cái video thực tế hơn hoặc là gọi trực tiếp ha, cho cả nhà mình xem lại cho nó kỹ hơn để khi mình mua một cái cây mai thì nó an tâm mình xem cho nó rõ hơn nha cả nhà. Thì bên kênh phụ thì nhân viên sẽ trực tiếp, thì em sẽ để số điện thoại đó, số điện thoại có Zalo thì cả nhà mình sẽ liên hệ trực tiếp bên nhân viên bên em. Thì có gì thì cả nhà mình hỏi hoặc là mình quay xem thì nhân viên em sẽ báo một số cây cho cả nhà mình. Ví dụ cần mặt hàng từ 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu thì mặt hàng 10 triệu cũng có nữa cả nhà. Thì có lớn có nhỏ ha. Thì cái lô này hôm trước em cũng nói với cả nhà mình giao lưu từ 4 triệu đến 6 triệu nè cả nhà. Thì tầm khoảng cao 1m4, 1m5, tán ngang 1m3, 1m4, 1m5 ha. Thì cả nhà mình thấy ưng ý cây nào hoặc là cần cái kích cỡ như thế nào thì nhân viên bên em sẽ hướng dẫn và quay cho cả nhà mình xem ha. Thì để cô chú anh chị mình sẽ an tâm hơn đó. Thì nay nè nó đã khỏe rồi cả nhà. Nên nếu cô chú anh chị mình muốn giao lưu thì cứ điện thoại trực tiếp bên nhân viên bán hàng bên em ha cả nhà. Ở đây thì tại vì chưa sắp xếp, tại vì khi sắp xếp xong thì mình sẽ quay nhiều cây lên, số lượng thì quay lên rồi có tặng phẩm cho cả nhà mình luôn. Đó là một cái chai dưỡng rễ ha, dưỡng rễ để mình tưới, mình nuôi nụ nè, giúp cái rễ nó phát triển tốt nè. Rồi sau khi tưới để nó phục hồi tốt và khi mình lãi lá thì cái bông cái nụ nó sẽ đẹp ha. Thì em sẽ tặng kèm thêm một cái chai dưỡng rễ ha. Thì tới khi làm xong rồi thì em cũng quay hướng dẫn cho cả nhà. Thì cái chai dưỡng rễ này là em kết hợp nha cả nhà, kết hợp để em pha trộn để giúp cho cái bộ rễ nó và cái nuôi nụ nó đẹp hơn. Nên cả nhà mình sẽ an tâm bên cái mặt hàng mà bên em và mình tưới dưỡng rễ, mình làm sao cho cây mai của mình nó sung khỏe trước khi lãi lá thì sung khỏe, và thứ hai sau khi lãi lá thì bông nụ nó sẽ đẹp hơn, nó lên đều hơn như thế nha. Hôm nay mình bứng lên được 200 cây rồi, lên chậu rồi cả nhà.
thì còn bứng một số nữa. Thì nếu cả nhà mình có thích mặt hàng này thì cô chú anh chị mình cứ alo bên em, thì để bên em giao lưu với cả nhà mình ha. Đây, lâu này thì bứng bứng sao nè cả nhà. Đây, như thế này một tạng cả nhà thấy nó đặc đặc hết luôn ha. À, nên cái tầm này thì vào trong cái nhà rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Đây, nút nụ cả nhà thấy nè. Nút nụ nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Tầm gốc nhớt này thì nếu mà ghép già mùa thì lô này thì mình chơi rất là ok cả nhà. Tại vì bông những cái cây ghép già mùa đó, cái mặt bông nó rất là đẹp. À, bông chùm, màu sắc nó đậm. Nên khỏi lo cái chuyện mà anh em mình sợ nó không đẹp. Tại vì ghép già mùa, càng già mùa thì nó càng đẹp ha. Với lại cái cây này thì mình đã xử lý rồi. Mình vô khoảng ít nhất thì một tháng mới gửi cho cả nhà. Nên cái bộ rễ nó ra rất là an toàn rồi. Nó ra được cái chất trồng mới thì anh em mình chơi Tết. Hôm trước thì cũng số anh em hỏi bứng như vậy có chơi Tết được không? Cái này là mình bứng lên để mình giao lưu Tết. Nên khi mình xử lý rồi thì cả nhà mình an tâm cái công đoạn là cái cây nó sợ nó không có nở hoặc là nó không có có sung khỏe ha. Cái cây này đã sung khỏe rồi mới giao lưu cho cả nhà. Cây này cũng cao nè cả nhà. Cái này cao khoảng 1,5 m cho có nè cả nhà. 1,5 m có hơn nè. Đây, cái củ đế. Lô này thì xử lý củ đế hết cả nhà. Cây này củ bự nữa nè. Cái này thì củ khoảng 40 mấy nè. Củ khoảng 40 mấy. To. Thân cốt hết nha nha. Lô này một thân một cốt. Nên khi lại lá ra cái mai của mình nó sẽ nhìn có duyên hơn nha cả nhà. Có duyên, không có rối cành. Chỉnh sửa cũng đã đều hết rồi. Đó, thì hôm nay quay lại cho cả nhà mình. Thứ nhất là để xem lại coi cái cây mai khi mình xử lý mình bứng lên nó có an toàn hay không, để anh em mình tin tưởng và anh em mình xử lý một số cây để mình lên chậu chơi. Thứ hai nữa thì những anh em nào có nhu cầu mình chơi một cây mai Tết á, mặt hàng nào nó vừa tới cái khung nhà mình thì được, thì cô chú anh chị mình sẽ xem và ủng hộ bên vườn em. Thì ở đây thì em sẽ bao phí ship cho cả nhà ha, có chậu có đô ha. Vận chuyển thì nếu mà theo tour thì đi xe tải nha cả nhà. Đi xe tải nhà thì nó sẽ an toàn hơn, tại vì có cái đô này nữa nữa cả nhà. Anh em mình về chỉ cần lãi lá thôi, rồi sau đó mình sẽ chơi Tết. Tại vì chậu đẹp, đôn đẹp rồi, không cần thay chậu, không cần xử lý gì nhiều, thì chỉ mình lãi lá rồi mình chơi Tết, xịt thuốc sâu thôi là mình chơi Tết là ok rồi nha cả nhà. Nên cái tầm này thì anh em mình sẽ cũng vừa chơi. Thì số này thì em cũng bán sỉ và bán lẻ, nên có những cái khách hàng ví dụ như muốn mua muốn mua để bán lại thì em sẽ có giá sỉ. Ví dụ 10 cây thì em sẽ giảm từ 5-7%, 20 cây, 30 cây thì giảm 10%. Đó, nên nhiều hơn nữa thì có thể giảm hơn, giảm số tiền phần trăm lại ha. Nên anh em mình sẽ được một cái giá sỉ rất là ưu đãi. Nên cô chú anh chị mình nếu anh cả nhà mình có cần mặt hàng mà mình mua để mình đi Tết cho thuê hoặc là mình mua về mình bán lại, nó cũng sẽ có giá ưu đãi cho cả nhà mình, để cả nhà mình lựa chọn cho nó phù hợp ha. Còn một cây hai cây thì em cũng vận chuyển bao phí ship cho cả nhà mình luôn. Nên cái chi phí thì cả nhà mình chỉ cần mua chọn lựa cái cây nó đúng cách quy cách khung nhà mình, giá cả thấy hợp lý thì cả nhà mình sẽ ủng hộ vườn em. Rồi thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã bỏ xem qua những cái clip của em trong thời gian qua. Thì tới thời điểm này nếu cô chú anh chị nào cũng gần Tết thôi cả nhà, thì mình cũng chuẩn bị một cái mai để mình chơi Tết. Thì mong cô chú anh chị mình sẽ thấy ưng ý những cái mặt hàng bên em, thì cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ bên vườn em ha cả nhà. Thì chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều, cũng như là xem ủng hộ. Cả nhà mình cũng nhớ đăng ký kênh, cái kênh mới của em là Vườn Mai Hoàng Đế nha cả nhà. Mai Vàng Hoàng Đế, xin lỗi, Mai Vàng Hoàng Đế. Thì anh em mình search lên thì đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mà mới, hoặc là khi mà đăng ký thì có thể thông báo
cho cả nhà mình để cả nhà mình xem những cái cây mà bên nhân viên bên em tư vấn hoặc là quay lên cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Có mặt hàng lớn nhỏ đầy đủ hết ha. Rồi, em cũng xin tạm kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Em xin mến chào ạ.